Thôi, hai anh em mình ra bên kia làm vài đôi thuốc đi. Ok. Ê, nó trốn kìa. Bắt nó lại. Ê, con kia, trốn nó lại. Đứng lại mày. Bắt nó lại. Trốn hả? Trốn, nó đầu nó xuống. Đứng đây. Buông ra. Trốn hả? Vô. Dám trốn hả? Dám trốn hả mày? Buông ra. Vô lại lên. Đi làm hả mày? Buông tôi ra. Đi lên. Vô. Trốn cường hả? Đi. Đẻ lên. Vô. Đi. Dám trốn hả? Buông ra. Vô. Làm ơn thả ra đi. Đây, của hai người đây. Ăn đi con. Ăn nhanh đi, về đi học. Cũng phải về nhà học bài chứ. Dạ. Thời gian trôi qua nhanh quá. Chớp mắt mà đã 20 năm rồi cô Út ha. 20 năm mà tôi vẫn chưa nên hình nên dáng gì hết. Càng nghĩ tôi càng hối hận. Nghe chuyện của cô Út tôi đau lòng lắm. Vậy từ bữa giờ cô có gặp lại Thành Đạt không? Giờ nó sống chết ra sao tôi cũng không biết. Cô Út à, cô phải đi tìm con của mình đi chứ, rồi khuyên nó ra đầu thú để nhận khoan hồng của pháp luật. Chứ cứ trốn tránh như vậy cũng không được đâu. Tôi biết, nhưng mà tôi đâu có biết thằng Đạt ở đâu mà tìm, mà khuyên nó. Trời đất ơi, muốn tìm thằng Đạt dễ ợt chứ gì. Hỏi con Nguyên là ra liền hả? Cô ba nói tôi mới nhớ, thằng Đạt nó chỉ tin mình con Nguyên hả? Còn Nhân chi nữa. Cái thằng Nhân á, coi vậy chứ nó tốt bụng lắm. Nó không bao giờ bỏ rơi thằng Đạt đâu. Ê, cô là mẹ của Nhân hả? Ừ. Ơi, hèn chị cô đẹp dễ sợ vậy đó. Cô ba vui tính quá à. Vui gì vui, bà dù gì muốn chết. Nữa à, sao suốt ngày bà cứ nói sóc tôi hoài vậy? Bà mà không nói sóc tôi, bà ăn không ngon ngủ không yên hay sao hả bà lụa? Chị ba, chấm ly cà phê chị ba ơi. Ít đường nha chị ba. Mệt quá, không thèm nói chuyện với bà nữa. Ngồi đây thế nào hồi cũng gây lộn với bà hả? Tôi về tôi bán cà phê. Tính tình bà bợp chợp vậy đó, chứ không có hại ai. Tôi với bà gây lộn hoài à, mà không có để bụng. Cô Út, bộ Thiện Nhân nó hay đi làm về trễ vậy hay sao? Giờ giấc của nó thất thường lắm. Hồi nãy tôi có gọi điện cho nó mà nó không có nghe máy. Nhưng mà tôi có chuyện phải đi rồi. Chị không chờ thằng Nhân hả? Tôi còn đến đây nhiều lần nữa mà. Với lại cô cứ để cho nó làm hết công việc của mình đi. Cô đừng có gọi điện thoại cho nó nữa nghe. Thằng Nhân, nó mà biết chị khỏi bệnh chắc nó mừng lắm. Trước đây tôi không nhớ gì hết hả cô? Chị gặp tôi á mà chị làm như không quen biết gì hết. Thậm chí thằng Nhân đứng bên cạnh mà chị cũng không nhận ra nó. Tôi có lỗi với anh Đăng và con trai của tôi nhiều quá. Chuyện xảy ra không phải lỗi do chị. Chị cắn rứt làm gì? Cô đừng nói vậy. Nguyên nhân cũng là do tôi. Chuyện gì qua cứ cho nó qua đi. Chị nhắc lại khổ tâm lắm. Thì tôi cũng đã cố quên hết mọi chuyện để lo tương lai cho các con của mình rồi. Chị nói vậy được đó. Nè, cô Út, cô bán sợi dây chuyền này, lấy tiền làm vốn phụ vào buôn bán. Thôi, từ đó tới giờ chị giúp tôi nhiều lắm rồi. Bây giờ tôi không nhận nữa đâu, chị hai. Nè, cô đừng ngại gì hết. Cứ coi như đây là tấm lòng của tôi. Cô nhận đi cho tôi vui nha. Chị hai, tôi hứa từ nay về sau
tôi sẽ cố gắng làm ăn, sống đàng hoàng cho ra một con người. Cảm ơn chị. Tôi đi nghe. Dạ. À, chị hai. Có chuyện gì hả? À, tôi muốn hỏi chị một chuyện. Có chuyện gì cô cứ hỏi đi. Mình có nên hỏi chị về chuyện thằng em trai thằng Nhân không ta? Có chuyện gì cô cứ hỏi đi. Đừng có ngại gì hết. À thôi, không có gì đâu chị. Vậy tôi đi trước nghe. Dạ, chào chị. Cậu cũng biết chỗ này nữa à? Những gì liên quan tới mẹ tôi, tôi đều biết hết. Tôi quên cậu là con trai riêng của vợ tôi. Chúng ta cũng nên có mối quan hệ tốt chứ. Dù sao tôi cũng là cha dưỡng của cậu mà. Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. À, cậu nghĩ sao nếu tôi mời cậu về làm vệ sĩ riêng cho tôi? Tôi có nghe lầm không? Sau những gì tôi đã làm cho con ông, chẳng lẽ ông vẫn tin tưởng kêu tôi làm vệ sĩ hay sao? À, thật ra thì chưa bao giờ có ai dám làm điều đó với gia đình tôi cả. Nhưng mà suy nghĩ cho cùng á, thì cậu cũng bị người ta xúi giục mà thôi. Nếu như sau này cậu về làm cho tôi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Ông biết tôi là ai? Chẳng lẽ ông không sợ tôi lật tẩy bộ mặt thật của ông à? Những điều cậu biết đó chắc là sự thật không? Ông đừng có lấy giải thưa mà che mắt thánh. Những việc ông làm, sớm muộn gì cũng được phơi bày ra ánh sáng. Cây ngay thì không sợ chết đứng. Cậu cứ làm tất cả những gì mình muốn đi. Đó là quyền tự do của cậu. Tôi chỉ quan tâm một điều là cậu có chịu về làm vệ sĩ cho tôi không thôi. Thú thật với cậu là tôi làm điều này một phần cũng là vì vợ tôi. Và hơn nữa, tôi muốn có một người tài năng bên cạnh tôi. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp? Bá Dương, tôi sẽ chơi với ông Giang Cờ. Ông không sợ tôi à? Tôi biết là lúc nào cậu cũng nghĩ là tôi giết bà cậu và cướp mẹ cậu. Tôi thì không có khả năng để làm thay đổi những suy nghĩ của cậu từ trước tới nay. Tôi nghĩ hay là cậu tự tìm hiểu đi. Được, tôi sẽ về làm việc cho ông. Cậu làm cho tôi nhớ về bản thân của tôi. Ánh mắt đó, cậu làm cho tôi nhớ lại chính mình.
Con à, con hận mẹ nhiều lắm phải không? Mẹ cho con biết đi, tại sao mẹ bỏ gia đình đi theo người đàn ông khác? Mẹ, mẹ có nỗi khổ riêng, cho nên mẹ mới làm như vậy. Cho dù mẹ có nỗi khổ gì đi nữa, mẹ cũng không được bỏ ba con trong hoàn cảnh đó. Mẹ có biết là ba con chết thảm như thế nào không? Chính Cường tốc độ đã cho đàn em hãm hại ba. Nhưng bây giờ cũng không có bằng chứng gì buộc tội ông ta. Trong khi đó, mẹ sống bên cạnh ông ta, còn có con với ông nữa. Mẹ nghĩ xem, con có thể không hận mẹ được không? Con xin lỗi mẹ. Lẽ ra con không nên nói những lời này khi gặp mẹ. Con biết là mẹ cũng trải qua những ngày tháng đau khổ không thua gì con. Nhưng mà trong lòng của con chắc chứa nhiều oán hận. Con không thể để yên cho kẻ đã hãm hại ba sống nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy được. Nếu như mẹ còn nghĩ đến ba, mẹ hãy cùng con vạch trần bộ mặt thật của ông. Chỉ có như vậy mẹ mới chuộc lại lỗi lầm với ba con. Không con ơi, cho đến giờ phút này mẹ vẫn không làm gì có lỗi với ba của con hết. Mẹ nói sao? Mẹ không làm gì có lỗi với ba à? Có những chuyện mẹ không thể nói ra trong lúc này được, nhưng mà con nên biết một điều là mẹ không làm gì có lỗi với ba của con. Con không còn gì để nói với mẹ. Mẹ hãy sống hạnh phúc với gia đình đó của mẹ đi. Con đi trước. Thiện Nhân, sẵn đây, con cũng xin lỗi mẹ. Nếu như con có lỡ nặng tay với Thiên Đức, con cũng mong mẹ hãy tha lỗi cho con. Không, Thiện Nhân ơi, con và Thiên Đức là hai anh em do mẹ sinh ra mà. Mẹ không muốn các con đối đầu với nhau. Còn chuyện giữa mẹ và Cường Tốc Độ, mẹ sẽ có cách giải quyết riêng của mẹ. Con đừng xen vào. Con nghe mẹ nói không? Con đừng xen vào. Mẹ lo cho ông ta. Con nên biết Cường Tốc Độ không đơn giản như con nghĩ đâu. Con nói cho mẹ biết, con không bao giờ từ bỏ lần trả thù này. Con muốn chính tay con lật tẩy bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ông ta. Còn chuyện của Thiên Đức, mày yên tâm đi, con sẽ cố gắng nhẹ tay với nó. Chào mẹ. Thank you.
Mình có nên nói cho Thiện Nhân biết Cường Tốc Độ là cha ruột của nó không? Cường Tốc Độ, anh thấy hậu quả anh gây ra chưa? Chị cho em vào phòng 203 đi chị. Dạ, mời ba chị qua thang máy lên lầu ạ. Lên đi. Chào chị, gặp chị ở đây em mừng quá. Hôm bữa chị giới thiệu cho em ông khách á, em gọi hoài mà ông không bắt máy. Ờ, xin lỗi, tôi không quen cô. Trời ơi, em là tiếp viên ở vũ trường nè, chị không có nhớ hả? Tại vì ở đó nhiều người quá nên tôi không nhớ. Trời ơi, chị không có nhớ mặt em mà chị biết tên em mới ghê chứ. Em là Thuyết Kiều nè, chị có nhắn tin cho em. Xin lỗi, cô lầm rồi, tôi không rảnh đâu để nhắn tin. Trời ơi, chị nhắn tin cho em tới đây tiếp khách nè, giờ chị nói gì lạ vậy? Cũng là số điện thoại này đã nhắn tin cho tôi. Ủa, nãy giờ em đâu có thấy anh Sơn Râu đi với nhỏ nào lên đây đâu chị. Vậy cô đi với ai đến đây? Em đi với con Hằng với con Hoa, mà hai đứa nó đang tiếp khách trên phòng rồi. Các đồng chí, là nhiệm vụ. Rõ. Chị kia, mời chị đứng lại. Xin lỗi, ai là bà Lâm Hồng? Là bà đó. Theo nguồn tin chúng tôi nhận được, bà đã móc nối với tiếp viên bán dâm cho khách. Làm gì có chuyện đó. Nguồn tin của mấy anh sai sự thật rồi. Được rồi, xin bà hãy đợi một lát. Ngoài chút xíu nha. Chào chị.
tang chứng nhân chứng đã đầy đủ, xin mời bà theo chúng tôi. Tôi bị người ta gài bẫy, tôi vô tội mà. Xin mời bà theo chúng tôi về đồn công an để giải quyết. Các đồng chí, là nhiệm vụ. Rõ. Mời cô qua đây. Vui lòng. Dạ, chúng mình dạ. Mời cô. Còn anh, chứng minh cô đâu? Rồi, qua kia đứng đi. Rồi, anh qua đi. Nhanh dùm đi mấy anh chị ơi. Chứng minh cô đâu? Dạ đây ạ. Ba tôi biết tôi không ưa gì thằng đó, sao kêu nó vô làm chứ vậy? Thằng chó đó, nó đã cướp vợ cậu, bây giờ nó còn muốn cướp luôn vị trí của cậu nữa. Vậy chú có cách chơi đó không? Muốn chơi nó dễ thôi mà. Tôi và nó giống như nước với lửa, có tôi thì không có nó. Ngày tàn của nó sắp tới rồi. Mày nói cái gì? Mày nói cái gì mày nói lại tao nghe coi. Trời ơi, trời ơi, mấy tỷ đồng của tao bây giờ mất hết rồi hả? Alo, alo, quân ăn cướp. Má, má ơi, má, má sao vậy má? Chị Tư ơi, chị Tư, má ơi, má tỉnh lại đi má, má ơi, chị Tư ơi. Chó nó tới kìa. Chào đại ca. Đã cùng nhau đi chung một con thuyền, ai làm không được? Ra ngoài. Chúng ta là anh em một nhà, có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Đã là lính mới thì mày mốt nói cái gì phải nghe cái đó nha. Đủ rồi, sau này việc ai người đó làm thì phải hỗ trợ lẫn nhau. Alo, anh nghe đi. Cái gì? Rồi anh về đi. Có chuyện gì vậy ba? Bà nội cô nhập viện. Đây là quyển sổ mà chúng tôi thu được khi khám xét ở vũ trường. Trong đó có ghi toàn bộ danh sách của khách hàng và địa điểm bán dâm. Tất cả đều được thể hiện đầy đủ chi tiết và được đánh dấu theo thứ tự. Tôi không hề biết quyển sổ này. Tất cả mọi công việc tôi đều giao cho Phi Phi. Các ông hãy tìm cô ta để điều tra đi. Nhưng trong quyển sổ này có chữ ký của bà. Không thể như vậy được.
bà hãy tỏ ra thành thật. Chỉ có cách này mới hưởng được sự khoan hồng, chứ quanh co chỉ vô ích, tội càng nặng thêm. Tôi bị người ta vu khống, tôi muốn gặp luật sư của tôi. Ở đây không có ai vu khống bà hết, chỉ có bà không thừa nhận hành vi phạm tội của bà mà thôi. Nhưng mọi công việc quản lý tiếp viên tôi đều giao cho Phi Phi. Cô ta làm chuyện gì chỉ có trời biết. Các ông bắt cô ta để điều tra đi. Cô Phi Phi đã có đến cơ quan điều tra để trình diện và khai ra toàn bộ sự thật. Chính cô ta đã đưa quyển sổ này cho chúng tôi. Con nhỏ đó ngậm máu phun người. Tôi bị người ta vu khống mà, các ông phải điều tra rõ chuyện này. Ở đây là phòng điều tra, yêu cầu bà giữ trật tự. Nhưng dựa vô quyển sổ này, các ông định buộc tội tôi sao? Đây, đây chính là lời khai của Phi Phi. Bà hãy nghe cho rõ. Ngoài việc đi tiếp khách trong vũ trường, thỉnh thoảng em hay nhảy dù kiếm tiền thêm. Tất nhiên là phải được chị Hồng cho phép. Đứa nào mà xé rào làm ẩu lập tức bị trừng trị liền. Tỷ lệ ăn chia là 7-3, em 3 phần, còn chị Hồng là 7 phần. Má, má, má ơi, bác sĩ, má tôi bị sao vậy? Bà ấy bị xuất huyết não nên chìm vào hôn mê sâu. Chúng tôi hiện đang theo dõi. Cái gì? Xuất huyết não hả? Bác sĩ có thể nói nguyên nhân vì sao má tôi xuất huyết não không vậy? Bệnh nhân nhập viện với tình trạng mắt trợn trừng, tay chân lạnh ngắt, co cứng, không nói được. Xét nghiệm ban đầu cho thấy bà ấy bị ngộ độc arsen. Ngộ độc à? Theo tôi, ông nên cho người nhà kiểm tra toàn bộ nguồn nước sinh hoạt của gia đình ngay lập tức, đồng thời xem xét lại cách sinh hoạt của bệnh nhân. Vậy có nghĩa là rất có khả năng bà ấy bị đầu độc, bởi vì lượng arsen trong máu của bà ta cao một cách bất thường. Thuốc hả? Lẽ nào lại là cô Lan? Em nói cái gì vậy? Em nói tới cô Lan à? Có chuyện gì vậy mẹ? Mày biết con Lan làm cho bà già tao chứ? Dạ biết chứ. Tưởng con nhỏ đó nhìn ngon lắm. Tao muốn mày xử nó. Mày quy động tất cả đàn em của mày tìm bằng được con nhỏ đó cho tao. Rõ chưa? Dạ anh hai. Con Lan đâu rồi? Dạ cô Lan đi đâu tôi không biết. Chị ở nhà kiểu gì, hỏi chuyện gì cũng không biết là sao? Dạ tại nãy giờ tôi lu bu nấu cháo cho cô chủ nên tôi không biết. Con Vi nó bị gì phải nấu cháo? Dạ mấy ngày nay cô chủ không ăn gì hết á. Tôi sợ cô chủ bệnh nên tôi nấu cháo cho cổ à. Cứ để cho nó đói, tự khắc nó sẽ ăn thôi. Chị không cần quan tâm tới nó như vậy. Dạ bà chủ có dùng cơm không để tôi dọn cơm? Thôi khỏi, lên kêu nó xuống cho tôi. Dạ, nhưng mấy anh vệ sĩ không cho cô chủ ra khỏi phòng. Đây là lệnh của tôi. Dạ. Khoan đã. Dạ, bà chủ kêu tôi. Xuống làm cho tôi ly nước cam trước đi. Dạ. Thank you.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Không có gì, tôi xin phép. Chào bác sĩ. Rồi tôi khi nào mới tỉnh vậy bác sĩ? Khả năng hồi phục của người anh tùy thuộc vào độ hư tổn của thần kinh. Hiện chúng tôi cũng đang theo dõi sức khỏe của bà nội anh. Phải có thời gian mới biết được kết quả. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Bà con đã tạo ra quá nhiều nghiệp chướng, cho nên phải chịu hình phạt như vậy đó. Mẹ cũng tin vào điều đó sao? Mẹ tin vào nhân quả. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Alo, anh nghe. Anh làm gì tới bây giờ mới nghe điện thoại của tôi? Anh đang bị gặp rắc rối. Em cho thằng Nhân nghỉ việc làm gì? Bây giờ anh phải ôm hết trách nhiệm cho nó nè. Chính anh đề nghị tôi cho thằng Nhân nghỉ việc, bây giờ nói vậy là sao? Công an đang khám xét lập biên bản, đề nghị đóng cửa vài ngày để điều tra làm rõ sự việc. Chuyện như thế nào em phải hiểu rõ hơn anh mà. Chính là do con Phi Phi. Anh suốt ngày bao che binh vực nó, bây giờ sáng mắt ra chưa? Mọi chuyện là do em gây ra. Chính em gậy bẫy Phi Phi. Không ngờ cô ta cao tay hơn, chơi em một vố quá nặng, đúng không? Anh đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh. Đến đây liền đi. Không được đâu. Có chuyện gì nói qua điện thoại đi. Bây giờ anh đang ở xa lắm, anh phải trốn công an, không tới em được đâu. Anh đang ở với con nào đúng không? Em muốn hiểu sao thì tùy em. Anh phải an toàn thì mới phục vụ em được. Anh giỏi lắm. Tôi sẽ làm cho ra lẽ chuyện này. Em muốn sao cũng được, nhưng trước mắt phải lo chuyện quan trọng cái đã. Anh mới dò la tin tức, nghe nói luật sư Kiên sắp về nước. Giải quyết thằng luật sư đó đi. Nếu để nó gặp con Vi thì coi như công sức của anh với tôi bấy lâu nay như muối bỏ biển. Mau khử nó đi. Ok, anh sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ anh bận rồi, nói chuyện sau nha. Alo, alo. Con sư tử cái đó đang tức điên lên. Em cao tay ấn thiệt, cho nó một vố thật đau điếm. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tại vì bà ép em vô đường cùng, cho nên em mới phải xuất chiêu thôi. À, hồi nãy em có nghe anh nhắc tới luật sư. Bộ bà muốn kiện em hả? Làm gì có chuyện đó. Luật sư Kiên đang giữ di chúc của Trần Đông. Con sư tử cái đó muốn đối phó với hắn. Thôi, mình đừng lãng phí thời gian nữa. Chiều anh đi nha. Em thấy hơi mệt. Mệt cái gì? Lâu lâu. Thôi mà, hôm nay em mệt lắm nha. Làm mất hứng. Mẹ, luật sư Kiên đã phạm tội gì với mẹ mà mẹ cho người giết luật sư Kiên vậy? Giết người là phải ở tù. Tại sao con hỏi mẹ như vậy? Cho dù mẹ có ghét ai cũng không làm chuyện bất nhân đó đâu.
Nếu như có người khác nói với con thì con sẽ không tin. Nhưng mà chính tay con vừa nghe mẹ nói chuyện điện thoại, mẹ cho người đi xử luật sư Kiên mà. Sao bây giờ mẹ lại chối con? Con nghe lầm rồi. Mẹ chỉ muốn dạy cho ông ta một bài học, đừng nên xía vào chuyện của người khác. Vậy tại sao mẹ phải làm như vậy? Bởi vì ông ta biết nhiều chuyện, đúng ra không nên biết. Chuyện đó có liên quan đến ba con đúng không? Con nói gì vậy? Con nghi ngờ mẹ hả? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong nhà mình vậy mẹ? Mẹ đang giấu con điều gì đúng không? Con là con gái của mẹ. Mẹ nói cho con nghe được không? Mẹ! Bây giờ mẹ cũng không muốn giấu con nữa. Ba của con đã phản bội mẹ, cặp kè với nhân viên. Ông ấy bị cô ta bỏ bùa mê nên kiếm chuyện ly dị mẹ, rồi còn nhờ luật sư Kiên lập di chúc cho cô ta nữa. Cũng may là mẹ phát hiện nên ngăn cản chuyện này. Tại sao ba con lại làm như vậy? Mẹ không muốn con đánh mất hình tượng của ba con nên mẹ mới giấu giếm chuyện này. Rồi chuyện gì xảy ra nữa? Mẹ kể tiếp cho con nghe đi. Sau khi ba con mất, cô ta đến đây làm trận làm thượng. Mẹ phải đưa tiền, mẹ mới được yên. Mẹ sợ luật sư Kiên cấu kết với cô ta gây khó dễ mẹ con mình, nên mẹ nhờ quản lý Sơn lo chuyện này. Ông Mộc cũng có liên quan tới chuyện này, cho nên mẹ mới cho người đuổi ông ấy đi, có đúng không? Ông già đó cùng một phe với con hồ ly tinh đó, họ đã hùa với nhau chống đối mẹ. Mẹ chưa đuổi thì ông ta đã tự ý bỏ đi. Những lời mẹ mình nói ra hoàn toàn ngược lại những gì mình được nghe thấy. Mình không tin ba mình là người tệ bạc như vậy đâu. Mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, con nên trở về Hàn Quốc để tiếp tục việc học đi con. Con không đi đâu hết, con muốn ở lại nhà của con. Con không được cãi lời mẹ. Từ trước đến giờ mẹ toàn áp đặt con những chuyện của mẹ. Thật ra con chỉ nghĩ đơn giản là mẹ làm tất cả mọi chuyện cũng vì con. Nhưng mà đến lúc này thì con mới thấy mẹ làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ để theo ý của mẹ thôi, để phục vụ cho mục đích của mẹ. Con cũng chỉ giống như một con cờ trong bàn tay của mẹ. Mẹ điều khiển con, mẹ làm mọi thứ chỉ đạt được mục đích của mẹ mà thôi. Con hiểu sai ý mẹ rồi. Mẹ lúc nào cũng yêu thương con nhất trên đời này. Mẹ để dành những lời đó để nói với tên quản lý của mẹ đi. Đứng lên. Con không phải là tù nhân của mẹ, con cũng có quyền tự do của con, mẹ không được làm như vậy. Tạm thời con không được bước chân ra khỏi nhà cho tới khi nào lên máy bay. Mẹ đừng dồn con vào chân tường, mẹ thật là quá đáng. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Đi, buông ra. Làm gì vậy? Buông ra đi mẹ à. Được mà mẹ, thả con ra đi mẹ. Thank you.